Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, bão số 1 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó tiếp tục suy yếu thêm thành vùng áp thấp và tan đi trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do hoàn lưu của bão số 1, trong ngày và đêm hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-30mm. Riêng tại khu vực các tỉnh như là Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, có nơi có mưa cao hơn trên 50mm. Đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ hầu như không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 1 nên trời nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa dông nhưng lượng không lớn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Trong khi đó vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là từ 34 tới 36 độ, trời nắng nóng về trưa và chiều. Không chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số 1 nên tại các tỉnh miền Trung đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng từ sớm, nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung sẽ tăng nhanh trở lại. Trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện tại các tỉnh thành phố khu vực từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế với ngưỡng nhiệt từ 35 tới 37 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây của khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao trong khoảng 37 đến 38 độ, trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng 33 tới 35 độ. Hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ còn mạnh nên vẫn còn có mưa ở nhiều nơi. Thời gian mưa nhiều trong khoảng từ 15 tới 18 giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ có sự phân hóa nhẹ. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ mưa sớm, nhiệt độ sẽ từ 30 tới 32 độ. Tại miền Đông Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 32 tới 34 độ. Còn khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao từ 28 đến 32 độ. Trên biển, sau bão biển vẫn còn gió mạnh. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông vẫn duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khiến cho biển động. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, khu vực huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2 tới 4 mét khiến cho biển động.